Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia cái dự án chương trình iDrop của con Mastery X DAO. Chain của nó là FTM các bạn nhé. Thì cái dự án này chúng ta sẽ kiếm tiền điện tử free. Dự án này sẽ là đồng MEX. Các bạn sẽ nhận được 3 đồng tương đương với khoảng 45 đô la từ dự án Mastery X DAO. Các bạn dành cho tất cả các thành viên tham gia thì mọi người sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình để nhận coin free nhé. Mọi người ấn vào nút Start nè. Nó hiện cái đồng này hiện cái chữ này 4 VPA thì mọi người đánh vào cho mình nhé. Ở dưới thì chúng ta sẽ theo dõi một cái group ở trên Telegram. Và đây, ủa, nó còn đánh cái này nữa hả? Delete cái gì, remove cái gì kệ nó nhé. Vào đây tiếp tục chúng ta theo dõi một cái group nữa là hai. Đây. Quay lại chúng ta theo dõi Twitter. Theo dõi Discord. Mọi người ấn vào đây, ấn vào Submit nhé. Telegram thì mọi người ấn Don cho mình nhé. Theo dõi Twitter, Red Chuyên lại Pin Post và dán vào Profiling. Những cái dự án này thì chat khá là đơn giản. Vì thế cho nên là mọi người ấn Flow nhé. Line này, Red Chuyên này. Mạng FTM là mạng Phantom đấy mọi người nhé. Mọi người vào phần Profile, chúng ta copy lấy link, dán vào đây nhé. Phantom thì mọi người chưa có thì chúng ta phải add đấy nhé. Discount, tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn add luôn. Bạn nào mà chưa add thì add nhé. Trời ơi, lại bị đầy rồi mọi người ạ. Lại phải bỏ bớt đi rồi. Mệt ghê cơ đấy. Thôi mai đăng ký cái mới đi. Trời ơi báo tố mà. Không biết là cái nào là làm hay là cái nào chưa làm, nốt bỏ bừa đi. Rồi tạm thế đã nhá. Ấn lại này mọi người ơi. Nó có cái link invalid cho nên mình phải ấn lại thì mình mới theo được. Mạng hơi kém cho nên là cũng hơi lâu luôn ấy mọi người ạ. Nó cứ chạy ì ạch ì ạch ì ạch ấy. Thảo nào một số bạn lên cứ kêu bảo là mạng đúng là không hiểu luôn đấy. À mọi người ấn vào đây phần verify này này, mọi người tích cho mình một cái này. Đấy thì nó hiện xuống dưới này là ok. Chúng ta copy lấy tên nhé. Dán vào đây. Phantom này, mọi người thấy cái chữ Phantom ở đây không? Thì mọi người copy lấy cái chữ Phantom này cho mình nhé. Bạn nào mà chưa add thì mọi người vào cái phần vẫn là chat list thôi. Chat list thì mình đã nói khá là nhiều rồi. Đây là một cái cách để chúng ta add mạng tự động chứ chúng ta không phải add thủ công nữa. Mọi người connect đến ví của mình nhé. Bên này mình chưa on rồi nhỉ. Đấy, mọi người ấn vào đây Phantom. Đấy, ở đây chúng ta thấy ấn Phantom Opera là cái mạng chính nhé. Còn cái Phantom Testnet này là cái mạng thử nghiệm thì mọi người sẽ add cái này. Đấy, chúng ta sẽ thấy là nó có tự động tên mạng này, URL này, chuỗi các thứ này, các bạn ấn vào phê duyệt thôi, chuyển mạng. Đấy, ok chưa? Thì chúng ta sẽ vào đây copy ví nhé. Đây, FTM này. Tại vì ở đây là mạng Phantom mà. Đấy, chúng ta vẫn là dán cái ví Trust Wallet, ví Trust Wallet cũng như là ví MetaMask thôi mọi người nhé. Chứ không phải là ví khác đâu, nó chỉ là một ví này thôi. Chủ yếu là chúng ta chuyển những cái mạng này thôi. Đấy. Đây có rất là nhiều mạng khác nhau này nhưng mà chúng ta chung quy chỉ sử dụng có một ví này thôi mọi người nhé. Đấy vì thế cho nên là mọi người không cần phải lo là nhầm lẫn gì cả. Nếu mà nó ghi là ví MetaMask và cái mạng gì thì chúng ta cứ thế mà dán ví MetaMask vào thôi. Chúng ta sẽ ấn vào cái nút Submit ở đây để cho hoàn thành nhiệm vụ nhé. Đấy, khi mà chúng ta ấn nút Submit là ok, chúng ta sẽ hiện ra link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Đấy, hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé.